Làm như thế nào để có thể sống chung với trong ngược dạ dày? Trong ngược dạ dày thì có khỏi được hay không? Tại sao tôi cứ uống đi uống lại mà nó vẫn cứ tái phát? Trong ngược dạ dày thì nó có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do bẩm sinh, những cái bé mà cứ uống sữa vào rồi xong nó trớ ra, hay là những người già rồi khi mà cái cơ vòng tâm vị là cái cơ nối giữa dạ dày và cái thực quản ấy nó bị hở ra rồi thì các bác kiểu ngồi không thôi nó cũng sẽ ợ lên. Thì đấy là thuộc về cái vấn đề về bẩm sinh, về cơ năng rồi. Nhưng đa phần thì trong ngược dạ dày nó lại do những cái nguyên nhân đến từ cái sinh hoạt, cho cái lối sống của mọi người. Người ta thấy rằng những người thường xuyên căng thẳng thì sẽ hay bị trong ngược dạ dày, những người hay cáu giận, những người mà hay kiểu sân si thì hay bị trong ngược dạ dày hơn. Chúng ta ăn quá nhiều nó cũng sẽ trong ngược luôn. Đơn giản thôi, cái túi nó có bao nhiêu thôi mà mình nhét nó căng quá thì nó phải giãn ra thì nó rất dễ bị trào ngược lên, đúng không? Chúng ta ăn nhanh quá và chúng ta nằm ngay sau khi mà chúng ta ăn thì cũng dẫn tới trào ngược dạ dày. Những người ăn những cái thức ăn mà cần nhiều cái thời gian ở trong dạ dày hơn, những người ăn nhiều thịt, những người ăn nhiều mỡ thì cái đấy nó sẽ lưu trong dạ dày nhiều hơn. Bình thường mọi người ăn rau nó nhanh đói, đúng không? Vì mình mất khoảng tầm 2 đến 4 tiếng là nó tiêu hóa hết rồi. Cái nào lâu nhất thì 6 tiếng. Còn nếu như mà mọi người ăn thịt thì có thể nó sẽ lên tới khoảng tầm 8 tiếng, có 10 tiếng, có khi 12 tiếng trong dạ dày, và nó sẽ cần rất là nhiều những dịch tiêu hóa thì nó lại càng dễ bị trào ngược dạ dày lên. Thì cái cách tốt nhất để chúng ta có thể sống chung với trào ngược dạ dày đấy là chúng ta thay đổi chế độ ăn và cái sinh hoạt hàng ngày. Mọi người có căng thẳng phải giải phóng cái căng thẳng đi, và cái này là bác sĩ khoa thấy quan trọng nhất. Nhiều khi cái bệnh dạ dày nó khó để có thể chữa được vì vấn đề tâm lý. Các bác sĩ chỉ có thể đưa thuốc để cho nó giảm bớt cái trào ngược xuống. Các bác sĩ đưa cho cái thuốc để nó lấy lại được sự cân bằng vi sinh. Nhưng các bác sĩ không thể đưa cái gì để làm cho mọi người cân bằng lại về cảm xúc. Và cái cảm xúc hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người. Và cái vấn đề về đường tiêu hóa, trào ngược dạ dày có khỏi được hay không là do mọi người, nó ở cái vấn đề về tâm lý. Nếu như cảm thấy căng thẳng quá, cảm thấy kiểu cuộc sống này nó có những cái dồn nén mọi người quá thì mọi người thay đổi môi trường đi. Thay đổi môi trường khoảng trong vòng một vài ngày thôi. Chúng ta có thể đi ra gặp bạn bè lâu rồi mình không gặp, chúng ta có thể đi qua một quán cà phê mới, chúng ta thay đổi một hoạt động chơi thể thao mới, hay là đơn giản hơn nữa nếu mà có điều kiện thì chúng ta đi du lịch. Và cái này cực kỳ hiệu quả nhé. Nếu như ăn trong một những cái đợt mà tự nhiên nó cứ ợ lên, ăn cái gì cũng thấy nó ợ lên, nó đầy hơi, nó trướng bụng thì mọi người thử thay đổi tâm trạng của mình. Thứ hai nữa là đi ngủ sớm. Khi mà còn thức khuya thì không bao giờ có thể khỏi được trong ngược dạ dày. Đi ngủ sớm sẽ làm giảm cái sự kích thích dây mười, nó làm cho cái gan của mọi người cũng sẽ hạn chế tiết ra những cái dịch mật, làm cho dạ dày của mọi người nó cũng không bị tiết ra quá nhiều dịch, và nó sẽ hạn chế được cái tình trạng trào ngược dạ dày. Chúng ta ăn chậm nhai kỹ để làm sao cho cái dạ dày của chúng ta nó đỡ phải hoạt động, và chúng ta ưu tiên là ăn những cái thực phẩm mà nó nhẹ nhàng, ưu tiên là thử thực vật. Không phải là chúng ta ăn chay nhưng chúng ta sẽ ăn nhiều thực vật hơn, bởi vì trong cái thực vật đấy nó có vừa có chất xơ hòa tan. Cái chất xơ hòa tan đấy nó chính là những cái thức ăn cho những con lợi khuẩn có lợi trong cái dạ dày, nó tránh cái việc mà rối loạn lợi khuẩn, nó tránh cái việc mà nó bùng phát cái con HP lên. Và trong những cái rau thực vật mà có màu xanh như thế thì nó có cái diệp lục. Cái diệp lục đấy thì nó vừa giúp cho cơ thể của mình hạn chế những cái tác động xấu đến, như kiểu là nó làm tăng cường cái sự phá hủy những cái chất độc gây hại cho ADN, tăng cường đào thải những cái kim loại nặng, bổ sung những cái vitamin A, E và C cho mọi người, thì nó còn có cái tác dụng là nó làm giảm viêm ở trong dạ dày. Nên là mọi người có thể ăn tăng những cái rau xanh đấy lên. Chúng ta cũng sẽ đỡ được cái tình trạng trào ngược dạ dày một cách ngay lập tức ấy, khi mà mọi người sử dụng những cái muối kiềm. Những cái muối kiềm hay sử dụng trong y học hiện tại bây giờ là có thể giống như là natri bicarbonate hoặc là kali bicarbonate, thì thường là trong những cái sản phẩm liên quan tới trào ngược dạ dày thì kiểu gì nó cũng sẽ có muối kiềm để nó đi vào, nó trung hòa với cái axit dạ dày và nó đỡ được cái tình trạng mà bị nóng rát, bị ợ hơi, ợ chua của mọi người. Nhưng về lâu về dài thì đấy không phải là một cách hay. Bởi vì nó cũng chỉ là một cái đưa từ bên ngoài vào để trung hòa tạm thời thôi. Chúng ta sẽ phải thay đổi chế độ ăn. Nhưng mà bây giờ nó khó chịu quá, nó cứ nuốt nghẹn, nó cứ ợ hơi, nó cứ nóng rát, nó cứ làm cho mọi người cảm thấy nhạt miệng, đắng miệng, thì mọi người có thể dùng những cái muối kiềm. Còn bác sĩ Hoa thì thấy là mọi người có thể sử dụng thêm trong cái quá trình mà điều trị chống trào ngược dạ dày của mọi người ạ, là nếu như có HP thì chúng ta có thể điều trị HP. Trong trường hợp mà điều trị đi điều trị lại rồi không khỏi, mình test HP nó rất là cao, nó có thể là 3 cộng 4 cộng rồi, dùng các loại thuốc nó không đỡ thì mình nên điều trị cái con HP đấy đi, thì nó mới hết được cái tình trạng trào ngược dạ dày. Và song song với cái việc chúng ta điều trị thuốc chống HP đấy thì chúng ta sẽ có thể dùng những cái thuốc để chống trào ngược dạ dày, giống như là cái những nhóm PPI. Nhưng cái đấy thì chúng ta cũng phải có cái sự hướng dẫn của các bác sĩ. Nếu mà dùng trong vòng khoảng một tháng đấy thì nó cũng không gây ra tác dụng phụ gì nhiều. Nhưng cái nhóm PPI nếu mọi người dùng trong thời gian lâu thì nó có thể gây ra tình trạng loạn sản, gây ra tình trạng mà tăng cường bị u nhú, nó làm cho rối loạn hệ vi sinh. Trong cái lúc mà mọi người điều trị như thế, mọi người có thể bổ sung thêm những men vi sinh là những cái lợi khuẩn vào để cho nó tránh những cái tác dụng phụ của thuốc. Và mọi người có thể sử dụng như kiểu cái nanocomin hướng đích ấy, để cho nó vừa trung hòa được cái dịch vị, đỡ được trào ngược dạ dày, nó cũng sẽ làm cho lành các vết thương về viêm loét dạ dày khá là ok. Thì tùy vào cái mức độ mà mọi người đang có thì mọi người cần cái sự tham khảo của các
bác sĩ trước khi mà mọi người đưa ra cái phác đồ điều trị về viêm loét dạ dày.